Ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp, khiến cho họ nhận ra được hư vọng, tự thấy nhàm chán, biết có niết bàn để không luyến tiếc ba cõi. Giảng: A Nan, ông nên đem sự thông hiểu cội nguồn của vọng tưởng này truyền dạy cho người tu hành đời sau trong thời mạt pháp. Ông cần phải tìm cầu và đạt được sự thông hiểu về cội gốc của vọng tưởng này, khiến cho toàn thể chúng sinh hiểu được tường tận nguyên lý này, giúp cho họ nhận ra được sự hư vọng mà tự thấy nhàm chán, khiến cho họ nhận ra được hư vọng tự thấy nhàm chán, làm cho tất cả người tu hành nhận rõ sự hư vọng đều tự sanh ra trong chính mình, dạy cho họ căn nguyên cùng mô dạng của nó, khiến cho chúng sanh trở nên chán ghét sự hư vọng ấy, biết có niết bàn để không luyến tiếc ba cõi, dạy cho họ biết rõ niết bàn để không còn luyến tiếc ba cõi. Khi chúng sanh nhận thức được rằng mình có khả năng chứng được niết bàn, thì họ sẽ không còn chần chừ trong ba cõi này nữa. Họ sẽ không thấy muốn nán lại nơi ngôi nhà lửa, nơi tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới nữa. Tam giới vô an, du như quả trạch, nghĩa là ba cõi không nơi đâu là yên ổn, giống như ở trong nhà lửa. Liên Trì Đại Sư là một pháp sư lỗi lạc của Trung Hoa đã nói như vậy. Sau khi Ngài xuất gia rồi, Ngài luôn luôn mong mỏi được về nhà để thăm vợ, và Ngài đã trở về nhà để thăm người vợ của mình. Vợ của Ngài là người rất thông minh, thế nên bà ta đã nghĩ cách giúp chồng tu tập. Chồng mình đã xuất gia nhưng không chịu tu tập, vẫn còn lưu luyến chuyện tình ái mà không thể buông bỏ được. Chẳng còn cách nào tốt hơn, bà ta đào một cái hầm thật lớn ngay trước cửa nhà, rồi phủ lên đó một tấm thảm. Trong hầm bà ta đốt lửa lên. Lần đó Đại sư Liên Trì về nhà, Ngài bước lên tấm thảm và rơi xuống hầm lửa đang cháy. Ngài la lên: Bà làm gì mà làm hầm lửa ngay trước nhà như vậy? Người vợ đáp: Nếu ông biết đó là hầm lửa, sao ông vẫn muốn quay về? Nghe xong lời đó, Ngài trở nên thức tỉnh, không bao giờ về nhà nữa. Điều ấy minh họa cho câu tam giới vô an, du như quả trạch. Dục giới, sắc giới và vô sắc giới không phải là nơi an lạc, nó giống như ngôi nhà lửa. A Nan, dĩ như có người mang bảy thứ báo đầy trong hư không khắp cả mười phương dâng lên chư Phật nhiều như số di trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng, ý ông nghĩ sao? Người này cho nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Giảng: A Nan, dĩ như có người mang bảy thứ báo đầy trong hư không khắp cả mười phương dâng lên chư Phật nhiều như số di trần, với tâm cung kính cúng dường không hề sao lãng. Bảy thứ báo là vàng bạc, kim ngân, lưu ly, sa từ, xích châu, mã não ở khắp mọi nơi. Rồi người ấy rất cung kính dâng lên vô lượng chư Phật khắp mười phương và lễ bái cúng dường không lúc nào sao lãng. Ý ông nghĩ sao? Người này cho nhân duyên cúng dường chư Phật như thế, được nhiều phước đức hay không? Ông nghĩ sao? Người này đã đem bảy thứ châu báu với một số lượng khổng lồ cúng dường chư Phật. Bởi nhân duyên này, người ấy có được phước báo rộng lớn chăng? A Nan đáp rằng: Hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô hạn. Xưa có người cúng dường Phật 7 đồng tiền, khi đến xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương, huống gì hiện tiền hư không cùng tận, cõi Phật đã đầy khắp 7 thứ trân bảo cúng dường, dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được. Phước đức ấy làm sao có ngàn mé? Giảng: A Nan thưa, hư không chẳng có giới hạn, trân bảo cũng vô hạn. Xưa có người cúng dường Phật 7 đồng tiền, đến khi xả thân còn được vị chuyển luân thánh vương. Thuở xưa có người cúng dường Đức Phật 7 đồng tiền, nhờ vậy nên khi mạng chung tái sanh được làm chuyển luân thánh vương. Một vị chuyển luân thánh vương có 1000 người con trai,
chẳng biết ông ta có bao nhiêu vợ. Chuyển Luân Thánh Dương có oai đức rất lớn, ông ta có một cỗ xe có thể đưa ông ta đi khắp bốn đại bộ châu chỉ trong vài giờ. Cỗ xe ấy có lẽ còn đi nhanh hơn cả tên lửa trong thời hiện đại. Đó là một thứ bảo vật của ông ta. Còn người này hiện đem bảy thứ báo đầy cả hư không cúng dường khắp vô số cõi Phật. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao còn có ngần mé. Huống chi hiện tiền hư không cùng tận cõi Phật đã đầy khắp bảy thứ trân bảo cúng dường. Dù có suy nghĩ cùng tận đến vô số kiếp còn không thể biết được, phước đức ấy làm sao có ngần mé. Người dân cúng cho Đức Phật bảy đồng tiền được hưởng quả báo làm chuyển luân thánh dương. Nay người đem dân cúng không chỉ bảy đồng tiền mà gồm bảy thứ trân báo đầy khắp hư không pháp giới. Ngay dù trải qua cùng tận bất tư nghị hư không kiếp số cũng không bao giờ tính đếm được phước đức của người ấy. Làm sao có thể nói được ngần mé của phước đức ấy? Nó không có giới hạn. Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba la di, giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Giảng, Đức Phật bảo A Nan, chư Phật Như Lai không nói lời hư vọng. Ví như có người phạm bốn tội lớn, mười tội ba la di. Bốn tội nặng là giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tứ chủng thanh tịnh minh hối. Bốn điều chỉ dạy về pháp thanh tịnh sáng suốt mà quý vị đã được nghe từ trước. Mười tội ba la di là mười giới trọng của giới Bồ Tát. Tội ba la di nghĩa là khí dứt bỏ, nghĩa là người phạm tội này xem như bị trôi ra khỏi biển Phật Pháp. Mười tội này không thể chỉ sám hối mà thông được. Quý vị có thể nghiên cứu mười giới đầu tiên trong Bồ Tát giới. Giây lát phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, cho đến cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong mười phương mà không nơi nào chẳng phải trải qua. Thế nên chỉ trong nháy mắt lẽ ra phải trải qua địa ngục A Tỳ ở phương này rồi phương khác, trải qua cho hết cùng tột vô số các địa ngục vô gián trong suốt khắp thế giới trong mười phương, lẽ ra phải trải qua đau khổ vì tội chướng đã tạo trong mỗi địa ngục mà không sót một nơi nào cả. Nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Giảng, nếu người này dùng một niệm đem pháp môn này khai thị cho người chưa học trong đời mạt pháp, nhưng nếu người này có thể chỉ trong một niệm đem pháp môn này đại định Thủ Lăng Nghiêm truyền dạy cho những người chưa học trong đời mạt pháp thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt nhờ cảm ứng với niệm trên. Nếu trong đời mạt pháp chỉ đem một niệm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi truyền dạy pháp môn Thủ Lăng Nghiêm đại định cho những người chưa được học hỏi Phật pháp thì những tội chướng của người ấy liền được tiêu diệt một cách nhanh chóng, biến cái nhân phải chịu khổ địa ngục thành cõi nước an lạc. Tất cả địa ngục lẽ ra người ấy phải chịu khổ thì đều biến thành cõi nước an lạc. Tất cả các khổ nạn đúng ra anh ta phải chịu trong đủ các loại địa ngục sẽ biến thành nơi bình an duy thích, anh ta không còn chịu món khổ nào nữa cả. Được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm ngàn triệu ức lần. Như thế, cho đến toán số thí dụ cũng không thể diễn tả hết được. Giảng, được phước đức vượt hơn người ấy thí cúng trước kia gấp trăm ngàn triệu ức lần. Phước đức người ấy được hưởng vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường trước kia. Phước đức của người giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm vượt trội hơn phước đức có được do bố thí cúng dường bảy thứ báo đầy cõi hư không
khắp cả pháp giới lên chư Phật Như Lai nhiều như di trần. Nếu quý vị có thể giảng nói kinh Thủ Lăng Nghiêm cho những người chưa hiểu được Phật pháp, thì phước đức ấy vượt trội hơn hẳn phước đức của người bố thí cúng dường gấp trăm ngàn triệu ức lần. Như thế, cho đến dùng tính toán thí dụ cũng không thể nào diễn tả cho được. Quý vị sẽ hưởng được phước báo nhiều hơn người kia, không có cách nào để diễn tả được phước ấy lớn đến chừng nào. A Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp cũng không hết được. Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề không bị các ma nghiệp. Giảng: A Nan, nếu có chúng sanh biết tụng kinh, biết trì niệm thần chú này, nếu có chúng sanh trong đời tương lai biết tụng kinh, trì niệm thần chú này, dù Như Lai có nói đến cùng tận số kiếp, cũng không hết được lợi lạc to lớn của người ấy. Nếu tôi nói thật chi tiết về phước báo của người trì tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm và người trì chú Thủ Lăng Nghiêm, dù trải qua bao nhiêu đại kiếp, vẫn không nói xong hết được phước báo ấy. Nếu theo lời chỉ dạy của Như Lai, y theo lời dạy mà tu hành, thì thẳng đến đạo Bồ Đề không bị các ma nghiệp. Y theo lời chỉ dạy của Như Lai, tùy thuận tu tập giáo lý ấy sẽ thành tựu sự giác ngộ, không còn bị các ma nghiệp. Theo phương pháp này mà tu hành, quý vị sẽ thành tựu quả vị Bồ Đề ngay, không còn vướng phải ma nghiệp nào nữa. Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu, tỷ khưu ni, u bà tắc, u bà di, các loài trời, người Atula trong thế gian, cùng các vị Bồ Tát, hàng nhị thừa, thánh tiên, đồng tử ở các cõi khác, cùng với loại đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. Giảng: Khi Đức Phật nói kinh này rồi, các vị tỷ khưu, tỷ khưu ni, u bà tắc. U bà tắc là tiếng Phạn, nghĩa tiếng Hán là cận sự nam, có nghĩa là người cư sĩ thân cận với Đức Phật. U bà di, các loài trời, người Atula trong thế gian. Bây giờ quý vị đều đã hiểu được Atula là gì rồi. Họ rất nóng tính và rất thích đánh nhau. Một vị đệ tử của tôi nói rằng, con chó của ông ta là Atula. Có thể chính ngay ông ta là Atula cũng nên. Nhưng tôi tin rằng, sau khi quý vị đã nghe kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi, quý vị sẽ trở thành Bồ Tát, không còn tập khí nóng nảy của Atula nữa. Cùng các vị Bồ Tát, hàng nhị thừa và duyên giác, thánh tiên, đồng tử. Đồng tử là các vị đồng chân nhập đạo ở các cõi khác, cùng với loại đại lực quỷ thần mới phát tâm, tất cả đều hoan hỷ đảnh lễ rồi lui ra. Nay chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất luận quý vị là ai, là hàng trời, người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, đều nên phát tâm Bồ Đề, đều phải nên phát tâm thực hành đạo Bồ Tát. Chúng ta đều phải thành Bồ Tát, đừng nên tiếp tục tạo những nhân khác để rồi tiếp tục thành chúng sanh khác. Chúng ta phải gieo nhân để trở thành Bồ Tát và Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho chúng ta từ lâu rồi. Ngài nói, nếu có người chỉ cần niệm Nam Mô Phật, dù chỉ một lần cũng sẽ thành tựu Phật quả, không cần phải niệm nhiều lần. Nếu chúng ta chỉ cần niệm Nam Mô Phật một lần thôi, thì trong tương lai nhất định sẽ thành Phật, cho dù ta không biết đến điều ấy. Sau khi nghe giảng bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này rồi, chúng ta trở nên hiểu được Phật pháp rõ ràng hơn, có được vô lượng công đức bất khả tư nghị. Đó là lý do tại sao trong kinh nói rằng, đem bảy thứ châu báu đầy cả hư không khắp mười phương cúng dường chư Phật, cũng không lớn bằng giảng giải kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ chúng ta đã nghe giảng xong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khổ nhọc của quý vị đã tiêu tan, và sự lo lắng của tôi cũng vừa hết. Sao vậy? Vì chúng ta không còn phải chịu khó nhọc nữa. Trong tương lai khi quý vị thực thành đạo Bồ Tát, quý vị cũng sẽ chịu rất nhiều khổ nhọc.
Nhưng quý vị sẽ nhận chịu một cách hoan hỷ bởi do tự nguyện lãnh chịu những khổ nhọc ấy, chứ không phải do áp lực của người khác. Sau khi pháp hội này chấm dứt, chúng ta sẽ nghỉ 2 tuần để lạy sám. Tôi sẽ tiếp tục giảng Phẩm Phổ Môn để kỷ niệm ngày sinh của Bồ Tát Quán Thế Âm nhằm ngày 19 tháng 9 âm lịch. Hôm nay là 1 tháng 8 âm lịch. Còn 1 tháng 19 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm. Lúc đó tôi sẽ giảng Phẩm Phổ Môn là chương thứ 24 trong Kinh Pháp Hoa bản tiếng Anh và là chương thứ 25 trong bản tiếng Hán. Đó là vì có một chương chưa dịch xong. Sau khi giảng Phẩm Phổ Môn xong, nếu quý vị thành tâm khát ngưỡng, tôi sẽ giảng Kinh Pháp Hoa. Nếu quý vị muốn đến Phật giáo giảng đường để nghiên cứu Phật Pháp thì vẫn cứ đến. Hiện nay, Thầy Quả Tiền đang ở đó, quý vị có thể cùng Thầy nghiên cứu Phật Pháp. Mọi người muốn nghiên cứu Phật Pháp đều có thể đến đó bất cứ lúc nào. Nhưng tôi bận phải coi sóc một số việc khác. Tôi cũng đã dự tính mời Thầy Quả Địa chịu khó hướng dẫn đại chúng nghiên cứu Phật Pháp, nhưng tôi chưa sắp xếp chương trình. Thầy Quả Pháp cũng phát tâm Bồ Tát hướng dẫn đại chúng tham cứu sâu hơn Kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì Thầy Quả Pháp biết tiếng Hán và hiểu sâu được lý kinh. Do Thầy biết tiếng Hán, Thầy sẽ dịch kinh sang tiếng Anh. Dịch này vừa rất khó vừa rất dễ, nhờ Thầy thông hiểu nên nó dễ. Nếu Thầy không thông hiểu thì sẽ rất khó. Do vậy, chúng ta nên phát tâm Bồ Tát và thực hành Đạo Bồ Tát. Tôi hy vọng mọi người đã nghe giảng Kinh Thủ Lăng Nghiêm rồi đều sẽ phát tâm Bồ Tát. Tôi nói lại một lần nữa, bất kể quý vị là người, trời, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì quý vị đều phải phát tâm cầu giác ngộ, đừng nên mê mờ nữa. Đức Phật là người đã giác ngộ, bây giờ chúng ta đều nên hy vọng không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành người giác ngộ. Ha ha ha,